CDI, chuẩn xác công năng, nâng tầm giá trị. Để chứng minh tiềm lực kinh tế, nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi hàng tỷ đồng dát vàng cho căn biệt thự của mình. Phần lớn các công trình mang kiến trúc gần giống nhau và nằm trên một khu đất rộng lớn mà chỉ nhìn qua thôi cũng biết được độ giàu có của gia chủ. 1. Lâu đài dát vàng của đại gia Sắt Vụn. Nhắc đến tòa lâu đài nổi tiếng ở Việt Nam, không thể không nhắc đến tòa lâu đài của đại gia Thanh Sắt, hay người ta còn gọi là lâu đài gà vàng, vì trên nóc lâu đài là 6 con gà dát vàng cỡ lớn, trị giá 20 tỷ đồng. Tòa lâu đài có diện tích 400m², xây cao 5 tầng, được thiết kế như tòa lâu đài cổ ở nước ngoài. Nội thất bên trong tòa lâu đài gà vàng theo phong cách châu Âu cổ điển, với hai tông màu chủ đạo là nâu, vàng với nhiều chi tiết được giác vàng. 2. Lâu đài song sinh tại Ninh Bình. Tọa lạc trên địa phận huyện Gia Viễn, Ninh Bình, ngay sát quốc lộ 1, chủ căn nhà là ông Đỗ Văn Tiến, ông là đại gia ngành xây dựng. Ngoài lâu đài chính, ông còn xây dựng hai lâu đài song sinh, có tên Thành Thắng. Được biết đây là cơ ngơi ông dành cho hai con trai của mình, với mong muốn sẽ cùng xây dựng sự nghiệp gia đình. 3. Biệt thự dát vàng của ông vua Hàng Hiệu. Tòa lâu đài sang trọng của gia đình ông Jonathan Hạnh Nguyễn nằm trong khu Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, với 3 mặt tiền. Một mặt hướng ra sông, trên diện tích đất khoảng 500m², toàn bộ khu nhà được thiết kế hiện đại với bức tường trắng cao xung quanh để đảm bảo an ninh. Kiến trúc bên trong ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hoàng gia. Từng chi tiết nhỏ đều hết sức tinh xảo, khuôn viên tòa lâu đài rộng lớn, có bể bơi đạt tiêu chuẩn 5 sao. Ông vua Hàng Hiệu cũng chia sẻ sở thích sưu tập các món đồ trang trí, trong đó có bộ cờ vua được dát vàng. TDI, chuẩn xác công năng, nâng tầm giá trị.